mươi 821, Ngô Già Lam sau khi Kỳ Yên Nhiên đem chuyện tu la dịch báo cáo cho Kỳ Nhược Chân, đã nhận được cao độ coi trọng, Kỳ Nhược Chân tự mình hỏi thăm Hàn Sâm tình huống cụ thể, sau đó cùng ngày liền phái người tới chỗ Hàn Sâm lấy mấy mấy lọ tu la dịch kia, trình độ coi trọng của Kỳ gia đối với chuyện này còn vượt qua mong đợi của Hàn Sâm, hắn cũng hy vọng Kỳ gia có thể nghiên cứu ra chút gì đó, nếu không chuyện này đối với toàn bộ liên minh mà nói, chỉ sợ sẽ là một hồi chấn động vô cùng lớn bởi vì phải chuẩn bị cho việc tham gia yến hội hàn sâm không tiếp tục tiến vào tí hộ sở nữa kỳ yên nhiên cẩn thận giới thiệu cho hàn sâm biết nhân viên chủ chốt của sứ đoàn tu la tộc lần này đối chiếu với hình ảnh giả lập giới thiệu kỹ càng tư liệu từng người một cho hàn sâm lần này bên trong sứ đoàn tu la tộc tới thăm tổng cộng có hai tu la hoàng tộc trong đó một vị tu la hoàng tộc đã là tu la đấu sĩ cấp bốn hơn nữa với tư cách là người phụ trách sứ đoàn y sẽ không dễ dàng làm khó dễ chúng ta cho dù là làm khó dễ vậy cũng sẽ có người ra mặt chống lại không tới phiên những người trẻ tuổi chúng ta xuất đầu kỳ yên nhiên nói xong liền chuyển đến hình ảnh của một tu la tộc trẻ tuổi anh tuấn sừng màu tím, mái tóc dài màu tím huyễn lệ, trên người thanh niên trẻ tuổi này bao phủ một luồng khí tức thần bí cùng cao quý, mới chỉ là khí chất như vậy, trong nhân loại sẽ rất khó có thể tìm ra mấy ai có thể sánh ngang với thanh niên này, kỳ thật thì chuyện này cũng khó trách, bản thân tu la tộc liền là xã hội vương quyền, hơn nữa bước vào thời đại vũ trụ lâu hơn nhân loại, đã trải qua không biết bao nhiêu thế hệ mới bồi dưỡng được khí chất hoàng tộc, không phải gia tộc nhân loại bình thường có thể so sánh, lúc trước nhân loại vừa mới bước vào thời đại vũ trụ, đã từng bởi vì có hình dáng tương tự như tu la tộc, mà trở thành chủng tộc phụ thuộc cho Tu La tộc, đã từng được Tu La tộc chiếu cố cùng trợ giúp. Khi đó chỉ sợ Tu La tộc như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đám nhân loại có dáng vẻ không tuấn mỹ bằng bọn họ, tư lượng thân thể kém xa bọn họ, theo bọn họ nghĩ chỉ là một chủng tộc bán Tu La tộc, vậy mà lại nhanh chóng quật khởi như vậy, trở thành đối thủ lớn nhất của Tu La tộc trong quá trình xưng bá vũ trụ. Hôm nay càng là đã mơ hồ áp đảo phía trên Tu La tộc, để cho Tu La tộc lúc đang trải qua chuyện tranh đoạt Tu La hoàng cũng phải tới nghị hòa, hy vọng có thể tạm thời bảo trì trạng thái hòa bình, để sớm ngày cho Tu La hoàng mới đăng cơ mặc dù là như thế nhưng mà dùng sự cao ngạo của tu la tộc từ xưa tới nay thực chất bên trong bọn họ vẫn không thế nào coi trọng nhân loại đã từng phụ thuộc vào bọn họ vẫn coi nhân loại như chủng tộc cấp thấp hơn bọn họ đặc biệt là tu la hoàng tộc sớm đã thành thói quen cao cao tại thượng được cả tộc cúng bái càng không đánh giá cao nhân loại từ trong đáy lòng tu la hoàng tộc này tên là ngọc già lam năm nay vừa tròn 22 tuổi xuất từ ngọc thị là một chi rất nổi danh của tu la hoàng tộc căn cứ theo tình báo của chúng ta sau khi tu la hoàng tộc trưởng thành tố chất thân thể có thể nhẹ nhóm đột phá hai tu luyện thêm một ít công pháp của tu la tộc thể chất còn có thể tiếp tục phát triển Tố chất thân thể của vị Ngọc Già Lam này có lẽ ở khoảng 260, mặc dù không nhất định là hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng không khác quá nhiều. Kỳ Yên Nhiên giới thiệu kỹ càng vị tu la hoàng tộc Ngọc Già Lam này, thoạt nhìn thì có vẻ như rất lợi hại, nhưng siêu việt giả hơn 20 tuổi trong nhân loại cũng không khó tìm lắm. Nếu để cho một siêu việt giả ra tay, không phải càng dễ thắng y hay sao? Hàn Sâm có chút không hiểu hỏi nhân loại 16 tuổi có thể tiến vào không gian thứ nhất của tí hộ sở, nếu như vận may đầy đủ tốt, ở trong một tí hộ sở lớn, đạt được thế lực lớn toàn lực trợ giúp, muốn dùng ghen đại viên mãn tấn chức không gian thứ hai tí hộ sở cũng sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Ở trong không gian thứ hai tí hộ sở cũng giống như vậy, tấn chức trở thành siêu việt giả cũng rất nhanh, mặc dù loại chuyện như vậy có tỷ lệ không cao, nhưng mà nhân loại có số lượng nhiều như vậy, có thể có loại kỳ ngộ này chắc chắn cũng sẽ không ít, không có khả năng không có người như vậy tồn tại, người như vậy đương nhiên là có, trên thực tế cũng đã tìm người để chuẩn bị, nhưng mà Tu La hoàng tộc chưa chắc đã đồng ý động thủ với bọn họ, Kỳ Yên Nhiên cười khổ nói, vì sao? những người đó không phải đều là thanh niên giống như y hay sao hàn sâm kinh ngạc nói thân phận khác biệt kỳ yên nhiên giải thích nói ở trong mắt tu la tộc nhân loại chúng ta chỉ sợ cũng chỉ là tu la đại thần phòng theo bọn họ sáng tạo ra mà thôi mặc dù hiện tại tu la tộc đứng ở trước mặt chúng ta sẽ không nói như thế nhưng mà thực chất bên trong khẳng định sẽ xem thường nhân loại chúng ta cho dù ngọc già lam kia muốn ra tay chỉ sợ cũng phải tìm một người có thân phận sẽ không liền người nào đều ra tay đối thủ mà y có khả năng chọn nhất chỉ sợ sẽ là em vì sao hàn sâm càng khó hiểu kỳ yên nhiên ở trong liên minh kỳ thật không có tiếng tâm gì mặc dù là con gái duy nhất của nguyên thủ nhưng mà cô ở phương diện tu vi võ học cũng không phải đặc biệt nổi bật cũng không có tiếng tăm quá lớn dùng tư tưởng của người trong liên minh cho dù muốn hiêu chiến cũng sẽ không tìm kỳ yên nhiên kỳ sinh cười nói suy nghĩ của tu la tộc rất khác với chúng ta theo bọn họ nghĩ nguyên thủ thì tương đương với tu la hoàng đế của bọn họ mà em là con gái duy nhất dĩ nhiên chính là công chúa của nhân loại y là một tu la hoàng tộc tự nhiên phải khiêu chiến công chúa nhân loại như em thì mới xem như là miễn cưỡng có thể chấp nhận đương nhiên kỳ thật tu la tộc cũng vô cùng hiểu rõ xã hội của chúng ta nếu như bọn họ thật sự làm như vậy cũng không phải là bởi vì bọn họ không biết là em không thể đánh mà là cố ý muốn nhục nhã nhân loại chúng ta dừng lại một chút kỳ yên nhiên mới nói tiếp cha cho anh đi tới chỉ là vì để phòng ngừa vạn nhất nếu như ngọc già lam kia thật sự không biết xấu hổ muốn cùng anh quyết đấu như vậy như vậy thì chỉ có thể mời vị hôn phu trên danh nghĩa của em đánh với y một trận thôi hẳn là phò mã già mới đúng chứ anh nhớ là lão công của công chúa ở thời đại viễn cổ gọi như thế mà hàn sâm vừa cười vừa nói hắn đối với tu la tộc kỳ thật cảm thấy rất hứng thú nguyên nhân lớn nhất chính là hắn muốn biết linh vớt cuộc là nhân loại hay là tu la tộc chuyện này thủy chung là một nghi vấn rất lớn trong lòng hắn ở chỗ phát hiện ra linh hắn còn phát hiện một lọ chất lòng không biết là có công dụng gì hàn sâm cũng một mực không dám lấy ra hắn không biết đến cùng là chất lòng kia có chỗ lợi gì sợ gây ra phiền toái gì đó cho nên về sau liền trực tiếp gửi vào trong tủ sắt của ngân hàng hàn sâm suy đoán chất lòng kia có thể có quan hệ tới linh nhưng mà không thể tin tưởng sự bảo mật của khoa nghiên cứu hắn cũng không dám cầm lấy đi xét nghiệm bởi vậy hàn sâm cũng rất có hứng thú tận mắt nhìn thấy tu la hoàng tộc xem bọn họ cùng trạng thái tu la với linh có gì giống nhau hoặc khác nhau không có lẽ có thể nhìn ra một chút gì đó cũng không chừng về phần loại chuyện chiến một trận với tu la hoàng tộc này đối với một nhân loại mà nói thật ra là một chuyện rất quang vinh hàn sâm cũng không có quá nhiều bài xích dù sao nhân loại cùng tu la tộc ở trong vũ trụ đã tranh bán nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu nhân loại đã chết ở trong tay tu la tộc chịu ảnh hưởng của giáo dục cùng hoàn cảnh khiến cho nhân loại xem tu la tộc là đại địch sinh tử có thể đánh bại địch nhân như vậy đương nhiên là một chuyện rất quang vinh chương 822, tôi muốn chiến với kim tệ chuyện liên minh cùng tu la tộc nghị hòa tự nhiên là không tới phiên hàn sâm tham dự nhưng mà nghị hòa không phải là chuyện ngày một ngày hai chương trình ít nhất phải qua hai ba tháng cuối cùng mới có một kết quả đi ra trong đó âm mưu quỷ kế người tới ta đi cũng không phải là loại ngu ngốc về chính trị như hàn sâm có thể hiểu được hắn chỉ là chờ đến một thời điểm đi theo kỳ yên nhiên tham gia yến hội mà thôi kỳ yên nhiên cũng có chút khẩn trương dù sao cô vẫn chỉ là một cô gái trẻ càng quan trọng hơn là mặc dù cô biết hàn sâm rất mạnh nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện hàn sâm có thể sẽ phải thay thế cô đối chiến với tu la hoàng tộc cô vẫn cảm thấy rất lo lắng mặc dù trên danh nghĩa thì đối chiến như vậy cũng sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng một là sẽ không sử dụng binh khí thứ hai là có cao thủ ở bên cạnh bảo vệ chỉ cần có sơ suất gì tự nhiên sẽ có cao thủ cấp bán thần ra tay ngăn cản nhưng mà cho dù là như thế kỳ yên nhiên vẫn vô cùng lo lắng thậm chí đi tìm qua kỳ nhược chân xin ông ta nghĩ biện pháp để cho hàn sâm không chiến đấu thế nhưng mà kỳ nhược chân lại hết sức coi trọng hàn sâm chỉ là nói cho kỳ yên nhiên còn yên tâm đi nó là người của la gia dù chống lại tu la hoàng tộc cũng sẽ không thua nhưng kỷ nhược chân căn bản còn không biết hàn sâm chưa từng luyện qua bất cứ loại võ học gì của la gia nếu không thì ông ta cũng sẽ không bình tĩnh như thế mặc dù kỳ yên nhiên vô cùng lo lắng nhưng lại không thể hiện ra ngoài một chút nào thứ nhất là sợ ảnh hưởng tới hàn sâm phát huy thứ hai là cũng không thể có biểu hiện yếu thế ở trước mặt tu la tộc hàn sâm ở trên yến hội gặp được ngọc già lam so với ở trong hình ảnh còn càng tuấn mỹ có khí chất hơn khí chất của tu la hoàng tộc kia nhân loại không học được nhưng mà khí chất của nhân loại tu la tộc cũng không có cách nào bắt chước theo theo hàn sâm hắn càng thích tính tùy tiện và hòa đồng của nhân loại loại khí chất này của tu la hoàng tộc chỉ là xa xa quan sát thì được nếu thật sự phải trung động trong sinh hoạt chỉ sợ sẽ khiến cho người ta rất khó chịu quả nhiên yến hội tiến hành tới lúc nhiệt liệt tu la tộc đã đưa ra đề nghị quyết đấu liên minh đã sớm chuẩn bị tự nhiên cũng sẽ không phản đối tất cả mọi người chuyển qua quảng trường phía ngoài đại sành tu la tộc đến cũng đã chuẩn bị trước cũng không nói gì ngọc già lam kia liền trực tiếp đi ra kỳ yên nhiên lập tức khẩn trương cô hy vọng ngọc già lam sẽ không khiêu chiến cô như vậy hàn sâm cũng không cần xuất chiến rồi cả đám nhân loại cũng đều đợi ngọc già lam mở miệng muốn biết rốt cuộc y muốn khiêu chiến người nào nếu như y lựa chọn khiêu chiến kỳ yên nhiên mặc dù hành vi có chút vô sỉ nhưng cũng chỉ có thể đồng ý với thỉnh cầu khiêu chiến của y sau đó vị hôn phu hàn sâm với tư cách hộ hoa sứ giả sẽ thay kỳ yên nhiên xuất chiến nhưng như vậy cũng có một tai hại nếu như hàn sâm thua ngọc giả lam lại tiếp tục hiêu chiến kỳ yên nhiên nhân loại chẳng khác nào sẽ thua cả hai trận mặt mũi tự nhiên sẽ càng thêm khó chịu hai con người giống như bảo thạch kia của ngọc giả lam đào qua trên mặt những người trẻ tuổi nhân loại lúc đi ngang qua mặt kỳ yên nhiên hơi dừng lại một chút một chút dừng lại này làm cho rất nhiều nhân loại đều lục một một tiếng nhưng mà ngọc giả lam lại chỉ hơi nhếch khóe môi lên lộ ra một nụ cười tựa hồ như là mang theo khinh thường ánh mắt liền từ trên mặt kỳ yên nhiên rời đi sau khi ngọc giả lam nhìn qua tất cả người trẻ tuổi nhân loại tham gia yến hội rồi mới mở miệng nói không biết trong số những người này vị nào là kim tệ nghe nói hắn là cường giả trẻ tuổi mạnh nhất trong nhân loại các người, tôi muốn đánh với hắn một trận." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn ra, hoàn toàn là không ngờ tới vậy mà Ngọc Già Lam lại đưa ra yêu cầu như vậy. Quan viên tiếp đã liền vội vàng tiến lên giải thích, "Ngọc tiên sinh, tôi không biết cậu từ nơi nào nghe được lời đồn đãi, hiển nhiên điều đó cũng không chính xác, vị hoàng tiêu này mới là nhân vật khá nổi danh trong số những người trẻ tuổi ở trong liên minh chúng tôi." "Hả? Vậy thì kỳ quái, vì sao tôi chỉ nghe nói qua vị kim tệ kia lấy được một vị trí thập đại thần tử ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, nhưng lại chưa từng nghe nói qua vị hoàng tiêu này?" Ngọc Già Lam mím môi một cái lộ ra vẻ cười nhưng không phải cười hoàng tiêu cũng rất bình tĩnh cũng không vì vậy mà xấu hổ chỉ lạnh nhạt nói tệ thần đương nhiên rất mạnh nhưng cùng các hạ đối chiến tôi đã đủ rồi ngọc già lam nhìn hoàng tiêu sau đó ào ào cười cũng tốt đã như vậy tôi đả bại cậu trước rồi lại đánh với kim tệ một trận đi nhưng mà mấy người nhất định phải tìm kim tệ đến cậu thắng tôi trước rồi nói sao hoàng tiêu không kiêu ngạo không xiềm định nói ngọc già lam không nói gì nữa đi thẳng tới quảng trường quan viên tiếp đãi sau khi xác nhận là ngọc già lam đồng ý đánh với hoàng tiêu một trận lập tức thở dài một hơi lộ ra vẻ mừng rỡ hoàng tiêu đã là một vị siêu việt giả mặc dù mới vừa mới tấn chức lên không gian thứ ba tí hộ sở không được bao lâu nhưng mà tố chất thân thể cũng đã vượt qua 300, hơn nữa năng lực của bản thân cũng không tầm thường không khó để áp chế vị tu la hoàng tộc trẻ tuổi ngọc già lam này bởi vì ngọc già lam không lựa chọn khiêu chiến kỳ yên nhiên cũng để cho không ít người âm thầm thở dài một hơi mặc dù hàn sâm cũng không tệ nhưng mà dù sao ấn tượng của đại đa số người đối với hàn sâm vẫn chỉ dừng lại ở một người là chủ nhân của dùng vật siêu cấp thần huyết để cho hắn đối chiến với ngọc già lam đại đa số người đều không có lòng tin kỳ yên nhiên cũng thở nhẹ nhõm ra một cái thật dài không phải là sợ hàn sâm thất bại mà là cao hứng vì Hàn Sâm không cần phải đi mạo hiểm. Hàn Sâm cười cười, phớt lưng Kỳ Yên Nhiên nói, anh thấy vị Tu La hoàng tộc trẻ tuổi này quả thật có chút ngạo khí, chắc cũng khinh thường dùng loại thủ đoạn hèn hạ này, đáng tiếc tệ thần không ở nơi này, bằng không thì để tệ thần ra trận, quyết định sẽ cho y biết sự lợi hại. Kỳ Yên Nhiên buông lòng cười nói, chẳng lẽ có tệ thần thì anh lại không được sao? Hàn Sâm ghen nói, nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy mình ăn hũ giấm chua này không có đạo lý, nào có chuyện chính mình ăn giấm chua của mình chứ? đương nhiên là anh lợi hại nhất nhưng mà có thể không bị thương vẫn là tốt nhất mỗi lần anh đi tí hộ rồi thì em đều vô cùng lo lắng kỳ yên nhiên nhỏ giọng nói ở bên tai hàn sâm hàn sâm nghe xong cũng có chút hổ thẹn hắn bỏ ra quá nhiều thời gian để tăng thực lực của mình lên bình thường hiếm khi có thời gian ở cùng với kỳ yên nhiên tuy rằng bình thường kỳ yên nhiên bận rộn nhiều việc nhưng mà thời gian rảnh rỗi của hắn còn ít hơn cả kỳ yên nhiên hoàng tiêu cùng ngọc già lam bên kia đã chạy tới chiến đài ở trên quảng trường vị tu la hoàng tộc già kia cùng một vị bán thần từng người đều đứng ở một bên đứa chiến đài nếu như có ngoài ý muốn gì bọn họ cũng có thể kịp thời ra tay ngăn cản cậu ra tay trước đi, nếu để cho tôi ra tay, chỉ sợ liền cơ hội xuất thủ cậu cũng sẽ không có. Ngọc già lam nhìn hoàng tiêu lạnh nhạt nói, cung kính không bằng tuân mệnh. trong mắt hoàng tiêu lóe lên vẻ tức giận. ngọc già lam này thật sự có chút vô lễ. mặc dù trận yến hội đối chiến này đều không mở rộng với truyền thông, nhưng có rất nhiều cao tầng trong liên minh cũng đang thông qua một ít con đường đặc thù quan sát trận đối chiến này. nếu như là bình thường, loại trình độ đối chiến này, những đại nhân vật kia căn bản không có hứng thú liếc mắt một cái, nhưng mà vì thân phận của người đối chiến bất đồng, lại khiến cho các đại nhân vật trong cao tầng liên minh nhìn không chuyển mắt chương 823, hoàng tiêu trong một thời gian rất dài tố chất thân thể của nhân loại đều kém xa tu la tộc tít tắp cũng bởi vì một ít vấn đề lịch sử khiến cho nhân loại rất hy vọng có thể ở phương diện này vượt qua tu la tộc chỉ là thiên phú khác biệt cũng không phải là một thế hệ đã có thể san bằng được mặc dù ở dưới tình huống nhân loại giống như đã mở hách tìm ra thế giới tí hộ sở số lượng cao thủ đã không kém gì tu la tộc nhưng mà tố chất trụ của dân chúng bình thường vẫn còn kém tu la tộc khá xa đặc biệt là trẻ nhỏ thời thanh thiếu niên nhân loại càng khó so sánh với tu la tộc tục ngữ nói thiếu khuyết cái gì sẽ khát vọng có được cái đó nhân loại cũng giống như vậy nhân loại trong thời buổi cạnh tranh vũ trụ đã không kém hơn tu la tộc nhưng mà càng thêm bức thiết hy vọng có thể ở phương diện tố chất thân thể trẻ nhỏ cùng thanh thiếu niên vượt qua tu la tộc không chỉ là dân chúng bình thường cao tầng trong liên minh càng thêm tích cực hướng về mục tiêu này tiến lên nhân loại 16 tuổi trở xuống chỉ sợ là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có cách nào chống lại tu la tộc hiện tại nhân loại có hy vọng có thể đánh bại tu la tộc nhất đại khái vẫn là ở độ tuổi 20 này đương nhiên đánh bại này là chỉ chiến thắng tu la hoàng tộc nếu như chỉ là một tu la tộc bình thường cũng đã có rất nhiều chiến sĩ nhân loại có thể làm được hoàng tiêu được liên minh ký thác kỳ vọng mặc kệ là thiên tư vận may cùng năng lực thực chiến đều có thể nói là không thể bắt bẻ xuất thân danh môn thiên phú dị bẩm lại có vận may vô cùng tốt mặc kệ là ở không gian thứ nhất thứ hai thứ ba của tý hộ sở đều truyền tống đến bên trong tý hộ sở nhân loại cỡ lớn có thể an toàn nhanh chóng phát triển đủ loại nhân tố tập trung vào một chỗ sáng tạo ra hoàng tiêu hiện tại được cao tầng liên minh chân tuyển ra với tư cách ứng cử viên đả bại tu la hoàng tộc ngọc già lam rất nhiều cao tầng trong liên minh đều rất mong chờ hoàng tiêu có thể đả bại ngọc già lam mặc dù chỉ là ví dụ nhưng cũng đủ để khiến tộc quần nhân loại hào hứng duy nhất không được hoàn mỹ chính là hoàng tiêu lớn hơn ngọc già lam một tuổi nhưng mà điều này cũng ở trong phạm vi có thể chấp nhận không quan hệ tới đại cục hoàng tiêu không chỉ là vận khí tốt mà thôi bản thân xác thực là một nhân tài mặc dù ở bên trong trường hợp này vẫn lộ ra về khí định thần nhàn cho dù bị ngọc già lam khiêu khích vẫn bảo trì tâm tính rất tốt cũng không vì vậy mà nóng đầy tức giận hàn sâm đang chờ quyết đấu bắt đầu hắn tự nhiên cũng rất hy vọng hoàng tiêu có thể thủ thắng liên quan đến vinh dự của chủng tộc mặc kệ là ai cũng không thể ngoại lệ đây là thiên tính của chủng tộc muốn đánh cuộc một lần hay không bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh của một người đàn ông hàn sâm cùng kỳ yên nhiên đều có chút kinh ngạc quay đầu nhìn sang phát hiện là đường chân lưu cùng lâm phong đã đi tới người nói chuyện là đường chân lưu đánh cược cái gì hàn sâm cười hỏi chúng ta đánh bạc xem trận này ai thắng đường chân lưu đoạt trước nói tôi cá là hoàng tiêu sẽ thắng đây là thứ cậu gọi là đánh cược à phải gọi là lừa người chứ hàn sâm cười khổ nói đường chân lưu nở nụ cười không tiếp tục tiếp tục đề tài này nữa nói sang chuyện khác lão hàn thương lượng chuyện này nên sinh mệnh tinh hoa bán cho tôi một khối hoặc là mang theo dùng vật siêu cấp thần huyết của cậu giúp tôi giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết giá tiền vì cậu nói trên tay tôi giờ cũng có một viên ghen sinh mệnh tinh hoa bán cho cậu cũng không có vấn đề gì nhưng mà tí hộ sở tôi đang ở có hơi xa phải cần có một khoảng thời gian mới có thể đi tới được hàn sâm không từ chối ghen sinh mệnh tinh hoa của sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ nhất giữ lại ở trên tay hắn cũng vô dụng sớm muộn gì cũng sẽ bán hơn nữa đã có tu la dịch xuất hiện về sau nhất định sẽ có người khác săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không cần phải giữ lại thật sự hiện tại cậu ở vị trí nào đường chân lưu lập tức vui mừng quá đỗi xem quyết đấu trước đi sau đó chúng ta tìm một chỗ trò chuyện kỹ càng hơn. Hàn Sâm nhìn thoáng qua trên đài đã thấy Hoàng Tiêu cùng Ngọc Già Lam đã bắt đầu đối quyết. Bởi vì quy định không cho phép sử dụng ngoại lực phụ trợ, tất cả mọi người đều không sử dụng vũ khí cùng áo giáp, liên loại cũng không thể sử dụng thú hồn, cho nên Hoàng Tiêu trực tiếp đánh qua một quyền. Một quyền này đánh ra, liền Hàn Sâm đều hơi kinh ngạc. Mặc dù chỉ là vừa mới tấn thăng siêu việt giả, nhưng mà một quyền này của Hoàng Tiêu có lực lượng vô cùng trầm hậu, trên nắm tay bao vây lấy một đoàn ánh sáng màu vàng óng ánh, cả người đều giống như đã biến thành hoàng kim, giống như Phật Đà Kim Thân kim phật công của hoàng gia mặc dù tên tuổi không hiện nhưng tuyệt đối sẽ không kém hơn sự hợp kim thể chẳng những có thể dùng để cho thân thể vô cùng cường hãn đồng thời cũng có được lực phá hoại kinh khủng hơn nữa tính cách của hoàng tiêu rất trầm ổn những siêu việt giả mới tấn thăng có thể thắng được y cũng không có mấy người đường chân lưu giải thích nói bành quả đấm của hoàng tiêu cùng ngọc già lam chạm ở cùng một chỗ ngọc già lam kia hoàn toàn không có ý tứ né tránh trực tiếp cùng hoàng tiêu chính diện chọi cứng một quyền ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai người muốn xem kết quả của một kích này, nhưng mà đại đa số người trong liên minh đều cho rằng Hoàng Tiêu có lẽ có thể chiếm được một chút lợi thế. Dù sao thì tố chất thân thể của Hoàng Tiêu cũng đã vượt qua 300, mặc dù cũng chỉ là vừa mới vượt qua 300, nhưng mà so với Ngọc Già Lam có tố chất thân thể chỉ tầm 260, cũng là có ưu thế. Thế nhưng mà kết quả lại có chút làm người ta giật mình, một quyền này của Ngọc Già Lam vậy mà cân sức ngang tài với Hoàng Tiêu, ai cũng không thể chiếm được lợi, hai phe ai cũng cũng không lui lại cứ như vậy đứng ở tại chỗ một lần nữa phát quyền không có ai từng nghĩ tới quyết đấu vừa mới bắt đầu đã kịch liệt như vậy ngọc già lam cùng hoàng tiêu đứng ở tại chỗ bốn nắm đấm màu chóng đánh ra, không ngừng giao kích trên không trung, dẫn phát ra tiếng không khí xé rách cùng tiếng xương cốt và đập kinh khủng. Lần này phiền toái rồi, xem ra tình báo của chúng ta đã xảy ra trước vấn đề, tố chất thân thể của Ngọc Già làm mạnh hơn dự tính của chúng ta rất nhiều, lại có thể chính diện chống lại Hoàng Tiêu mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, tố chất thân thể như vậy cũng đã vượt qua 300, muốn ở trên tố chất thân thể áp chế y là không thể nào. Đường trên Lưu Cao mày nói, Hàn Sâm nhìn khẽ nhíu mày, lực lượng cơ thể của Tu La Hoàng tộc xác thực là mạnh mẽ không hề tầm thường, Hoàng Tiêu là vì luyện kim Phật công, thân thể mới có thể mạnh mẽ như thế, bằng không thiên nhân bình thường, thân thể khẳng định không mạnh bằng y ngọc già lam này thoạt nhìn cũng không hề chuyên môn tu luyện qua võ học cường hóa thân thể lại ở bên trên cường độ thân thể chống lại hoàng tiêu đây cũng là việc mà nhân loại rất khó có thể làm được mọi người xem đối chiến trong lòng đều đang yên lặng cổ vũ cho hoàng tiêu hy vọng y có thể đà bại ngọc già lam thân thể của tu la tộc thật là khiến người ta hâm mộ nếu như nhân loại có được thân thể như vậy cũng sẽ không một mực không có tiến triển lớn ở trong thế giới tí hộ sở một ông già đang thông qua hình ảnh già lập quan sát quyết đấu hâm mộ tự nói lão sư ngài thấy hoàng tiêu có thể thắng được không một người đàn ông trung niên cung kính nhìn ông lão kia hỏi khó ông lão khẽ thở dài một tiếng người đàn ông trung niên vô cùng hiểu rõ tính cách của ông lão thấy ông nói như vậy thì đã biết rõ hoàng tiêu tám chín phần mười là không có hy vọng gì nhưng mà người đàn ông trung niên vẫn còn có chút không hiểu hỏi đã tố chất thân thể kém không xa hoàng tiêu có lẽ vẫn có một ít cơ hội mới đúng chứ còn không được quên bản thân chiến đấu cũng là thiên phú của tu la tộc ông lão kia mở điện chậm rãi nói ra chương tám trăm hai mươi bốn tu la biến nắm đấm không ngừng va chạm ở trên không trung kim mang lập lòe ở trên nắm tay của hoàng tiêu giống như từng nhát búa tạ hoàng kim đánh ra uy lực vô cùng lớn tu la tộc cũng không có nhiều biến hóa giống như siêu hạch cơ nhân thuật của nhân loại bọn họ là tu hành lực lượng thuần túy chỉ là dùng quyền bằng xương thịt trọi cứng với kim mang của hoàng tiêu lại đánh kim mang kia vỡ vụn ra sự khủng bố của lực lượng đã có thể thấy được một chút may mắn lên trên chính là hoàng tiêu nếu như là tôi chỉ sợ nắm đấm đều đã bị ngọc già lam kia đập nát rồi đường chân lưu chất lưỡi nói không nên tự coi nhẹ mình chờ sau khi cậu tấn chức siêu việt giả tuyệt đối sẽ không kém hơn ngọc Giả lam lâm phong bình tĩnh nói hoàng tiêu có thể thắng không kỳ yên nhiên có chút lo lắng hỏi trên lý luận mà nói lực phòng ngự cùng lực bền bỉ của kim phật công của hoàng tiêu đều vô cùng lợi hại tiếp tục như vậy nữa có lẽ tỷ lệ thắng sẽ rất lớn nhưng mà đường chân lưu chỉ nói phân nửa lời còn lại vẫn còn chưa dứt chỉ là những mày chỉ là cái gì hàn sâm tiếp lời hỏi nói về tu la tộc thì cũng không chính xác đường chân lưu lắc đầu nói ra hiển nhiên là có chuyện không tiện nói ra lâm phong ở bên cạnh tiếp lời nói một câu chỉ sợ hoàng tiêu sẽ bị thua thiệt trong lòng hàn sâm cùng kỳ yên nhiên đều cả kinh hàn sâm nghi ngờ hỏi lời này nói như thế nào hiện tại không phải là thế cân bằng hay sao lâm phong đã định giải thích lại đột nhiên nghe được một tiếng nổ vang ngọc già lam cùng hoàng tiêu từng quyền đối chọi đều bị lực lượng phản chấn rút lui hai bước ngọc già lam nhìn hoàng tiêu nói ra tố chất thân thể cũng không tệ trong nhân loại đã được coi như là đỉnh cấp rồi nhưng so với tu la tộc chúng tôi còn kém rất nhiều hoàng tiêu lạnh giọng nói ra cũng chưa thấy tố chất thân thể của cậu mạnh hơn tôi ở chỗ nào thật sao vậy để cho cậu kiến thức một chút tu la tộc đến cùng là mạnh ở nơi nào ánh sáng màu tím trong mắt ngọc già lam lóe lên thân thể mạnh mẽ co rụt lại sau đó đột nhiên bành trướng toàn thân cơ bắp đều lớn hơn một vòng nguyên bản thân thể thon dài cường tráng nhưng hiện tại có thể dùng hùng tráng để hình dung, toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng mang tính chất bạo tạc, giống như tùy tiện một khối cơ bắp trên người đều có thể đánh nát sắt đá. Tu La biến, sắc mặt của Hoàng Tiêu khẽ hơi trầm xuống một cái. Tu La biến, cơ hồ là đồng thời, sắc mặt của nhân loại xem cuộc chiến ở phía dưới đều biến đổi, không ít người đều nhẹ phát ra âm thanh, mà người của Tu La sứ đoàn lại lộ vẻ đắc ý, hiển nhiên là cảm thấy rất hài lòng đối với phản ứng của nhân loại, đồng thời cũng tự hào với biểu hiện của Ngọc Già Lam. Tu La biến là gì? Hàn Sâm ghẹ nhíu mày, hắn cũng chưa từng nghe nói tới cái tên này, nhưng mà nhìn thấy ngọc già lam biến thân lại để cho hàn sâm nhớ tới lúc trước linh biến thân mặc dù nhìn cũng không giống nhau cho lắm tựa hồ không chỗ nào tương thông nhưng mà hàn sâm vẫn không dạo lắm trong mắt đường chân lưu có vẻ lo lắng tu la biến kỳ thật chính là siêu hài cơ nhân thuật của tu la tộc nhưng mà khác với nhân loại bọn họ không tu khí tức chỉ tu khí lực thời điểm sử dụng tu la biến có thể để cho khí lực của bọn họ tăng cường trên phạm vi lớn vốn cho rằng ngọc già lam đã sử dụng tu la biến để chiến đấu hiện tại xem ra y vẫn luôn chỉ dùng thân thể thuần túy để chiến đấu cho tới hiện tại mới sử dụng tu la biến hoàng tiêu sắp không ổn rồi lúc đang nói chuyện ngọc già lam đã bước ra một bước tốc độ so với vừa rồi không biết là nhanh hơn bao nhiêu lần cờ bắp trên người bộc phát ra lực lượng cùng tốc độ khó có thể tưởng tượng lập tức đã đến trước mặt hoàng tiêu một quyền đánh về phía lồng ngực hoàng tiêu bành hai nắm đấm của hoàng tiêu giao thoa ở trước người cứ thế chặn lại một quyền này của ngọc già lam nhưng mà thân thể lại bị đánh lui ra phía sau 3 đến bốn mét hai chân tạo thành hai vệt xô ở trên mặt đá cẩm thạch cứng rắn tất cả nhân loại đều biến sắc một quyền này của ngọc già lam vậy mà mạnh tới như thế chỉ sợ là hoàng tiêu đã lành ít dữ nhiều như thế nào hiện tại đã biết tôi mạnh hơn cậu ở chỗ nào hay chưa ngọc già lam cũng không lập tức truy kích chỉ lạnh nhạt nói trong mắt hình như có ý khinh miệt vẻ mặt của hoàng tiêu khẽ biến nhưng lại lập tức lại khôi phục chấn định bình tĩnh nhìn ngọc già lam nói ra lực lượng mạnh cũng không có nghĩa là tất cả cậu còn chưa đả bại thôi trong lúc nói chuyện khí vàng óng trên người hoàng tiêu ẩn đi toàn thân cơ bắp cũng buông lòng trong ánh mắt chỉ có ngọc già lam ngọc già lam cười nhạt một tiếng lại đấm ra một quyền về phía hoàng tiêu chỉ là lúc này hoàng tiêu cũng không lại chính diện va chạm với ngọc già lam nữa thân hình như cành liễu chập chờn lách mình tránh qua tránh né một quyền này của ngọc già lam đồng thời một quyền đánh về phía bụng của y ngọc già lam trở tay đánh lại muốn cùng hoàng tiêu dùng tổn thương đổi tổn thương nhưng mà thân hình hoàng tiêu nhưng lại lung lay xảo dựa tránh né một quyền này của ngọc già lam một lần nữa theo một hướng khác tiến hành phản kích người giống như cảnh liễu đung đưa trong gió hoàng tiêu này thật giỏi không hổ là tinh anh ở trong liên minh có thể cương có thể nhu thu phóng tự nhiên xác thực là một nhân tài đường chân lưu khen hàn sâm cũng biết hoàng tiêu này xác thực bất phàm mặc kệ là năng lực hay là tâm tính đều là số một không kiêu không vội xem xét thời thế đối với nắm chắc thời cơ cùng phán đoán hai phe địch ta đều rất chính xác có thể dùng lực thì dùng lực không thể đối đầu liền mở ra lối riêng lấy xào chế vụn mặc dù đã rơi vào hạ phong nhưng tâm cảnh vẫn còn hoàn hảo chưa nói tới một chữ bại đứa nhỏ hoàng tiêu này là một mầm mống tốt nhìn hoàng tiêu trong hình ảnh giả lập ông lão kia cũng nhịn không được tán thưởng một câu lão sư mặc dù sau khi ngọc Già làm kia sử dụng tu la biến thì lực lượng cùng tốc độ đều hơn hoàng tiêu nhưng mà hoàng tiêu dùng xào phá lực ứng đối như thế có lẽ còn có một chút phần thắng chứ người đàn ông trung niên vui vẻ nói ông lão kia lại lắc đầu hoàng tiêu xác thực rất ưu tú nhưng mà chúng ta vẫn đánh giá quá thấp tiềm lực của tu la hoàng tộc trận này sợ là không có cơ hội gì rồi nhưng mà trong liên minh lại có thanh niên ưu tú như thế, tương lai vượt qua Tu La tộc cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, chúng ta đã đợi nhiều năm như vậy, đợi thêm vài chục năm nữa cũng không sao. Lão sư, Hoàng Tiêu thật sự ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có hay sao?" Trung niên kia nghi ngờ nói, ở trong mắt y xem ra, Hoàng Tiêu cùng Ngọc Già Lam có qua có lại, như thế nào cũng có thể có một hai, ba phần 10 cơ hội thắng mới đúng. Kết cục của trận chiến này đã định sẵn rồi, ông lão kia chỉ từ tố nói một câu như vậy. "Hoàng Tiêu, cố lên." Trên quảng trường, Đường Chân Lưu đang cổ vũ cho Hoàng Tiêu, Lâm Phong ở bên cạnh lại nói, "Hoàng Tiêu sẽ phải thua, làm sao lại như vậy? đường chân lưu lập tức ngẩn người có chút không quá tin tưởng hàn sâm cũng trao mày hắn cũng đã nhìn ra hoàng tiêu có phiền toái đúng vào lúc này lại đột nhiên nhìn thấy ngọc già lam lui về phía sau hai bước nhìn hoàng tiêu nói cậu cũng chỉ biết né tránh thôi à đây là chiến thuật cùng kỹ xảo hoàng tiêu bình tĩnh đáp trong mắt ngọc già lam lóe lên một tia ý lạnh tôi sẽ để cho cậu biết ở trước mặt lực lượng tuyệt đối những thủ đoạn vớ vẩn đó căn bản không có một chút tác dụng nào chẳng qua chỉ là kẻ yếu dùng để tự an ủi mình mà thôi nói xong ánh sáng màu tím trong mắt ngọc già lam ngưng tụ mạch máu trên người căng phồng từng đường gân dài hẹp màu tím nổi khắp phía trên cơ thể thoạt nhìn có chút khủng bố dữ tợn, hoàn toàn đã không có bộ dáng tuấn mỹ vốn có, có vài phần giống như tu la chân chính. Chương 825, đáng chết oảnh, thân thể của Ngọc Già Lam đã phá vỡ không gian, trực tiếp đột phá tốc độ âm thanh, lập tức đã đến trước mặt Hoàng Tiêu, một bàn tay chộp tới đầu Hoàng Tiêu, Hoàng Tiêu muốn tránh né đã không còn kịp nữa rồi, không biết là Ngọc Già Lam sử dụng bí pháp gì, khiến cho tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới trình độ vô cùng đáng sợ, nguyên bản Hoàng Tiêu còn có thể có qua có lại với Ngọc Già Lam, tốc độ đã hoàn toàn không theo kịp Ngọc Già Lam nữa, Hoàng Tiêu cắn răng một cái, kim quang trên người đại phóng trên nắm tay càng là kim mang sáng chói, Trực tiếp đánh ra, một quyền này không phải đánh về phía tay của Ngọc Già Lam, mà trực tiếp đánh tới bộ ngực của y, dĩ nhiên là dùng giết để chặn giết, muốn cùng Ngọc Già Lam liều sinh tử, Hoàng Tiêu làm tốt lắm, bọn Hàn Sâm đều khâm phục huyết tính của Hoàng Tiêu, tốc độ cùng lực lượng của Hoàng Tiêu rõ ràng không bằng Ngọc Già Lam triệt để bạo phát, nếu y áp dụng thế thủ, như vậy thì sẽ thua không nghi ngờ, sợ rằng cơ hội phản kích cũng không có, hiển nhiên là Hoàng Tiêu vô cùng hiểu rõ việc này, cho nên y không áp dụng thủ thế ở dưới đòn công kích như vậy ngược lại ở dưới tình huống biết rõ lực lượng cùng tốc độ không bằng ngọc già lam liền áp dụng chiến pháp bạn đổi mạng đương nhiên đó cũng không phải là ngốc nghếch chịu chết hoàng tiêu mặc kệ là đối với tận dụng thời cơ hay là đối với tự thân khống chế đều đã đạt tới đỉnh cao mới có thể cùng ngọc già lam đồng thời đánh trúng lẫn nhau mà y có kỳ vật công hộ thể cho dù lực lượng của ngọc già lam mạnh hơn một chút y cũng có cơ hội liều lưỡng bại câu thương mặc dù tỷ lệ mình bị thương nặng thậm chí là tử vong cao hơn một chút nhưng mà hoàng tiêu vẫn làm ra lựa chọn như vậy không hề lộ ra vẻ sợ hãi liền hàn sâm đều không thể không kính nể tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào quả đấm của hoàng tiêu cùng ngọc già lam khẩn trương đợi kết quả xuất hiện trong thời gian trước mắt này ở trong mắt mọi người lại dài răng rặc giống như là một thế kỷ vậy đặc biệt là những người lo lắng cho hoàng tiêu tim đều đã nhảy lên tới cổ họng nguyên bản nhân loại bán thần cùng tu la hoàng tộc đang canh giữa ở bên cạnh đối chiến đài dưới tình huống người của bên mình bị uy hiếp tới tính mạng đều sẽ xuất thủ cứu trợ nhưng mà hiện tại thắng bại chưa phân mặc dù đã đến tình trạng vô cùng hung hiểm bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn tất cả diễn ra lại không thể ra tay ngăn cản nếu có ai xuất thủ vậy thì đồng nghĩa với việc thừa nhận mình đã thất bại hoàng tiêu cũng đã quyết tuyệt đến loại tình trạng này hiện tại lao ra ngăn cản y để cho y thua trận quyết đấu này chỉ sợ so với giết y còn khiến y khó chịu hơn bành cơ hồ là đồng thời với quả đấm của hoàng tiêu đánh trúng lồng ngực ngọc già lam thủ trưởng của ngọc già lam cũng vỗ lên trên đỉnh đầu hoàng tiêu a à, hoàng tiêu kêu thả một tiếng thân thể lung la lung lay lui về phía sau máu tươi bên trong thất khiếu tràn ra nhận lấy đả kích cực kỳ nghiêm trọng mà ngọc già lam trúng một quyền của y lại vẫn đứng thẳng như núi một bước cũng không lùi lại từ trên cao miệt thị nhìn xuống hoàng tiêu té lăn ở trên mặt đất nhân loại bán thần lập tức xông tới che chở hoàng tiêu hơn nữa gọi bác sĩ đã sớm chờ ở bên cạnh tới tiến hành cấp cứu cho hoàng tiêu tất cả mọi người đều lo lắng nhìn lên phía trên đài hy vọng hoàng tiêu không có chuyện gì mới tốt thắng thua tất nhiên quan trọng nhưng mà mạng của hoàng tiêu quan trọng hơn so với thắng thua bọn họ càng hy vọng hoàng tiêu không có chuyện gì thật xin lỗi ra tay tựa hồ hơi nặng một chút ngọc già lam giống như đang nói xin lỗi nhưng mà khoái miệng lại lộ ra một tên khinh miệt các hạ có hảo thủ đoạn là chúng ta thua nhân loại bán thần lạnh lùng liếc nhìn ngọc già lam Lâm Phong đứng ở bên cạnh Hàn Sâm mắt lại lộ ra sát cơ, từng chữ từng chữ nói, ngọc già lam này quả là đáng chết, nếu tương lai ở trên chiến trường gặp được, tôi nhất định sẽ giết y. Xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm nhìn về phía Lâm Phong, hắn hiểu rõ tính tình của Lâm Phong, nếu như chỉ là trong lúc đối chiến bị tu la tộc đả thương, thậm chí là đánh chết Hoàng Tiêu, y tuyệt đối sẽ không nói loại lời này, tên vương bát Đản kia tuyệt đối là đáng chết. Đường chân lưu cũng lộ ra vẻ giận dữ, cơ hồ muốn dùng ánh mắt giết chết ngọc già lam, đến cùng là tình huống như thế nào? Hàn Sâm nhíu mày hỏi, chúng ta đi xem Hoàng Tiêu thế nào rồi, vừa đi vừa nói. Lâm Phong nói xong liền đi tới căn phòng nơi Hoàng Tiêu đã được đưa đi trị liệu. Đường Chân Lưu vừa đi vừa hận hận nói ra, tên hỗn đản ngọc già Lam kia đang ăn gian, có ý gì? Hàn Sâm kẽ nhíu mày, hắn không rõ Đường Chân Lưu có ý gì, hắn vẫn một mực xem đối chiến, nhìn hết sức rõ ràng, ngọc già Lam cũng không làm trái với quy tắc, cũng không có sử dụng ra loại vũ khí gì, thực sự là không nhìn ra y ăn gian như thế nào. Lão Hàn, cậu không đi lên chiến trường, đối với Tu La tộc không hiểu rõ lắm. Tu La tộc có một loại bí pháp gọi là chú huyết, có thể thông qua việc tiêm vào dòng máu của Tu La cao cấp hơn, từ đó tạm thời cường hóa sức mạnh của bản thân tôi cùng lão lâm đã thấy loại bí pháp này rất nhiều lần tuyệt đối sẽ không sai ngọc già lam kia tuyệt đối đã sớm sử dụng bí pháp chú huyết đường chân lưu hận hận giải thích rõ khuôn mặt lâm phong âm trầm y là một người rất ít khi tức giận nhưng mà hiện tại cũng đã động sát cơ z cam cam nói y sử dụng chú huyết thì cũng thôi đi mỗi người đều dựa vào thủ đoạn y thắng hoàng tiêu không có gì đáng trách nhưng mà y lại luôn giấu giếm không tuôn ra lực lượng chú huyết để cho hoàng tiêu có hy vọng hư ảo lúc hoàng tiêu liều mạng đánh nhau mới đột nhiên tuôn ra lực lượng chú huyết y có chủ tâm xếp đặt muốn giết chết hoàng tiêu nếu không ngay từ đầu y đã sử dụng lực lượng chú huyết hoàng tiêu đã sớm thất bại rồi hơn nữa y cũng đã có vài lần cơ hội có thể làm như thế cũng sẽ không đi đến một bước này cũng sẽ không hình thành cục diện như vậy để cho bán thần đều không có cơ hội nhúng tay ngăn cản đáng chết hàn sâm nghe xong lời giải thích của bọn họ lập tức cũng hiểu được trong lòng cũng đã bùng cháy sát ý hắn cũng nhìn thấy ở thời khắc cuối cùng ngọc già lam tuôn ra lực lượng không hề tầm thường hắn còn tưởng rằng đó là ngọc già lam dốc sức liều mạng đánh ra không nghĩ tới lại có chuyện như vậy lúc bốn người đi vào trong phòng điều trị các bác sĩ còn ở trong phòng phẫu thuật cứu trị có một vài người bạn của hoàng tiêu đang lo lắng chờ ở bên ngoài lâm phong nhìn thấy một vị bác sĩ quen liền tiến lên phía trước lôi kéo đến chỗ không người bên cạnh hỏi bác sĩ trần hoàng tiêu thế nào rồi bác sĩ trần cười khổ nói nếu như là bị thương ở chỗ khác dùng kỹ thuật chữa bệnh hiện tại đổi một bộ phận nội tạng cũng không phải là việc gì khó nhưng mà hoàng tiêu lại bị thương ở bộ phận quan trọng nhất của nhân loại là đại não chỉ có thể làm trị liệu hiện tại còn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm dừng lại một chút bác sĩ trần lại nói một trường này đánh quá độc ác đầu lâu đã vỡ vụn đầu óc bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng cho dù có thể vượt qua thời kỳ nguy hiểm bảo trụ mạng sống dưới tình huống thần kinh đã bị hao tổn cũng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của cậu ấy nghiêm trọng đến mức nào đường chân lưu cắn răng hỏi nặng có thể sẽ bị tê liệt nhẹ sẽ có một chút chướng ngại tới hành động ví dụ như có đôi khi sẽ cảm thấy tay giống như không bị khống chế năng lực hành vi sẽ xuất hiện độ sai lệch nhất định vân vân bác sĩ trần nói Bốn người bọn Hàn Sâm nghe xong, lập tức sầm mặt lại, đối với Hoàng Tiêu mà nói, chuyện này thực sự quá chí mạng, coi như là tình huống tốt nhất, năng lực võ đạo của y cũng đã hoàn toàn bị hủy, về sau còn muốn vào tí hộ sở tranh đấu nữa, cơ hồ là chuyện không thể nào.